Là cái chiếc Mustang này em nhớ không lầm là cái máy 5.0 của nó là khoảng hơn 400 mã. Đúng rồi. Dạ. Thì anh đổ cái này vô rồi khoảng lên khoảng nhiêu nữa anh? 800. 800. Khoảng 800. Vậy là gần gấp đôi rồi. Đúng rồi, gần gấp đôi. Trời ơi. Xin chào các bạn. Thì những cái video clip lúc trước mình đã giới thiệu cho các bạn rất là nhiều những cái chiếc siêu xe cũng như là xe siêu sang. Nhưng mà cái mẫu xe mà góp mặt trong cái video clip ngày hôm nay nó là một cái mẫu xe thể thao mang cái tính biểu tượng không thua gì cái chiếc Porsche 911. Và xin giới thiệu với các bạn mẫu xe cơ bắp Ford Mustang. Nhưng mà đồng hành trong video clip ngày hôm nay mình còn thêm một cái người rất là đặc biệt, người đã có rất là nhiều những cái kỷ niệm cũng như một khoảng thời gian rất là dài gắn bó với cái mẫu xe thể thao này. Xin giới thiệu với các bạn anh Thịnh. Rồi, chào em. Rồi, em chào anh. Chào các bạn của kênh Car Passion. À, đây là anh Thịnh, không ngờ là anh em mình trùng tên với nhau. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Thật sự thì hôm nay là rất cảm ơn Thịnh đã mời anh tới đây để mà có cơ hội để anh em mình cùng trải nghiệm cái xe này. Dạ. Để cùng tìm hiểu về xe này. Anh giới thiệu bản thân mình với những bạn đang xem video clip nha. Chào các bạn đang xem kênh Car Passion. Mình là An Thịnh và hiện tại thì mình đang kinh doanh về lĩnh vực là nước hoa chính hãng sách tay. Và mình là cái người mà có cái thời gian gắn bó với cái xe này cũng khá là lâu. Hôm nay thì mình xin phép được chia sẻ với các bạn về những cái trải nghiệm của mình và những cái mà mình gọi là tạm hiểu biết về cái xe này. Thì nếu mà có gì sai hay là có gì chưa đúng á, thì mong các bạn bỏ qua cho mình nha. Các bạn cũng nghe Thịnh giới thiệu rồi đó. Nếu các bạn đang tìm một cái mùi hương nước hoa phù hợp với bản thân thì các bạn có thể liên hệ anh An Thịnh. Anh có thể giới thiệu chiếc Ford Mustang này cho em được không? Chiếc này là Ford Mustang GT 5.0 đời 2015 và nó thuộc thế hệ thứ 6 của dòng Ford Mustang. Wow, thế hệ thứ 6. Thế hệ thứ 6. Như em được biết là cái dòng xe này nó được ra mắt lần đầu vào cái năm 1964. Đúng rồi. Và đến bây giờ là hơn 50 năm rồi anh. Đúng rồi. Hơn nửa thế kỷ rồi đó. Cái thiết kế của nó vẫn còn rất là đẹp luôn, rất là cơ bắp ha. Dạ. Ngoài ra thì nó có cái gì nổi bật nữa không anh, về mặt thiết kế chẳng hạn? Về thiết kế thì nó vẫn giữ được là cái cụm đèn ba sọc đặc trưng của Mustang này. Thì riêng cái mẫu xe đang hiện hữu tại đây á thì đã được tinh chỉnh lại cái capo, được thay nắp capo rồi nè. Rồi có thêm cái cánh gió spoiler ở phía sau. Đó. Năm vỏ thì mình cũng đã lên rồi. Dạ. Sao thấy cái xe này nó thấp quá anh, em nhớ là em gặp những cái chiếc Mustang GT đời này luôn. Nó cao lắm, nhìn nó rất là kiểu năng động nhưng mà nhìn cái xe này nó rất là nam tính, nhìn nó rất là lì nha. Đúng rồi, tại vì cái xe này á là đã được độ lại rồi, công sức rồi, độ nội công lại rồi. Cho nên là mình phải làm cái phuộc lại, cái phuộc thể thao. Đó, cho nên khi mà làm như vậy á, mình sẽ hạ cái phuộc thấp xuống một tí nữa để cho nó tăng cái tính khí động học hơn. Như em cũng có thể thấy là bộ mâm anh cũng thay luôn rồi nè. Đúng rồi em, mâm này là mâm Modular Wheel VAB. Thì cái mâm này là anh đã lên mâm 20 inch. Thật ra là cái mâm này, mâm zin á, là màu đỏ candy. Mình thấy nó vào xe nó hơi nổi quá, mình sơn đen lại luôn. Ở đây thực sự là em cũng có biết một chút về cái thương hiệu này. Rồi nói là nó rất là giống như là của lạ Việt Nam mình vậy á. Đúng rồi. Dạ. Thì là ngoài ra anh còn làm gì cho nó nữa không anh? Có, đây như em thấy đây nè, như em và các bạn thấy đây nè, là anh những cái này là anh ốp vô thêm nè để cho cái xe nhìn nó thể thao, nó mạnh mẽ hơn nè. Rồi đây cánh gió. Cánh gió này là full carbon nha. Wow,
đó, để nhìn cái xe nó thể thao hơn, với lại là khi mà mình đi tốc độ cao á, dạ, cái cánh gió này đè cái xe xuống, đè trong tâm xe xuống. Và chắc là tí nữa chắc phải xin anh đi một vòng á. Ok. Coi không biết là cái cánh gió này nó có đè được cái xe xuống không. Rồi. Wow. Thì chắc đa phần thì Việt Nam mình em thấy xe nào chắc cũng độ bô anh. Đúng rồi em. Xe mình độ không anh? Xe mình độ full cây luôn em. Wow. Độ dạng straight by, nhưng mà do là anh độ lâu quá rồi, anh cũng không nhớ là cái hiệu cái bô là gì nữa. Các bạn cùng nghe anh Thịnh chia sẻ đó, anh độ quá trời đồ luôn, giờ anh chả nhớ là cái bô hạng nào luôn. Đúng rồi. Bô straight pipe luôn hả anh? Straight pipe luôn anh. Không, chắc là không có bầu. Không có bầu luôn. Một cái chiếc Mustang GT mà máy tới 5.0. Đúng rồi. Bô thì anh không bầu luôn. Không bầu luôn. Rồi chắc là cái âm thanh nó chắc phải dữ lắm hả anh? Đúng rồi. Ngoài ra thì chắc có khi nào anh đổ máy đúng không? Như nãy anh nói là anh đổ máy đúng không? Đúng rồi, anh dạ, đổ công suất cho máy luôn. Dạ, bây giờ em tới cái máy mình coi anh đổ cái rồi, gì ha. Rồi, để anh mở lên cho em coi nha. Dạ. Wow. Này. Thì như Thịnh thấy á là vẫn giữ cái máy 5 chấm V8 của Mustang, nhưng mà anh có thêm cái bộ siêu nạp rồi của Project. Wow. Rồi bên cạnh đó là khi mà mình lên cái này á thì xe nó sẽ mạnh hơn, thì em đã biết rồi. Dạ. Thì làm cho cái công suất máy nó lớn hơn nữa. Dạ. Đến hơn 800 mã rồi. Dạ. Thì anh phải thay luôn cả cái intercooler nè, air intake nè, rồi thanh dàn, anh phải đổi cái thanh dàn của Ford Racing luôn. Wow. Đó. Quá trời chi tiết luôn. Anh thấy ở đây chắc là cũng thay két nước luôn rồi nè. Đúng rồi. Dạ. Rồi luôn cả là bếp phun, kim phun. Dạ. Là cái chiếc Mustang này em nhớ không lầm là cái máy 5.0 của nó là khoảng hơn 400 mã. Đúng rồi. Dạ. Thì anh đổ cái này vô rồi khoảng lên khoảng nhiêu nữa anh? 800. 800. Khoảng 800. Vậy là gần gấp đôi rồi. Đúng rồi, gần gấp đôi. Trời ơi. Đó là cái công suất tổng thôi, còn nếu mà công suất chuyển động xuống tới bánh xe á thì dạ, hôm vừa rồi là đã được test dyno rồi là trên 570. Trên 570. Wow, như vậy là em nói thật là cái nếu mà đo mã lực mà tại bánh xe mà hơn 570 thì nó còn ăn những cái mẫu siêu xe giống như Lamborghini luôn rồi á. Cái đó thì nếu mà trên thông số thì như vậy, nhưng mà test dạ, ở ngoài thì chưa có cơ hội để test. Dạ. Xe này mà đem ra sau găng với mấy chiếc Lambo chắc cũng ngán lắm. Ừ. Ngoài cái điều đặc biệt ở cái động cơ ra, cái xe dạ, này nó còn có những cái đặc điểm khác những cái xe khác nữa. Dạ. Đó là chiếc xe hai cửa thể thao có thể nói là đầu tiên tại Việt Nam mình luôn. Tại Việt Nam mình dạ, luôn gắn cửa hít. Dạ. Nè, để anh thử cho Thịnh coi. Đó. Trời ơi. Đó thì em thấy thường á những cái mẫu cửa hít là xuất hiện trên xe sang không? Dạ. Nhưng mà bây giờ là lại có trên xe thể thao. Dạ. Rồi nó có cả là cái cửa Labrador. Wow. À. Nhìn nó rất là đậm chất Mỹ luôn á. Đúng rồi. Wow. Rồi. Xe thể thao mà độ cửa hít. Xe thể thao mà độ cửa hít, đó là cái điều đặc biệt. Đó là cái xe, cá tính á anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, bây giờ mình đi thử vòng ha. Dạ, mình đi vòng đi. Rồi. Dạ, đây ok. Nè. Ok. Rồi, thì bây giờ anh em mình cùng trải nghiệm cái xe này ha. Giờ thử cảm giác dính ghế đi ha. Dạ, thử cảm giác dính ghế cái đi. Rồi, em bấm đồng hồ thử đi, mình tăng tốc từ 0 lên 100 coi trong bao nhiêu giây nè. Rồi, đợi em tí luôn. Giờ mình thử xem là bao nhiêu giây. Rồi, 1. Đúng giờ, 1, 2, 3. 3. Gần. Rồi, 3 giây rưỡi. Ok. 3 giây rưỡi mà so với lại cái thông số của hãng là khoảng 4 giây rưỡi, gần 5 giây. Đúng rồi. Đúng là 800 mã lực nó có khác ha. Quá khác biệt luôn. Nhưng mà so với mấy con siêu xe thì đúng là con này ngồi thoải mái hơn. Đúng rồi. Dạ. Tại cái con này á, thứ nhất là nó mang phong cách mạnh mẽ cổ điển, nhưng mà cái dạng là dáng thể thao nhưng mà nó lai với lại cái kiểu xe sang á. Dạ. Thành ra cái ghế em thấy nè, mặc dù nó thể thao nhưng mà nó có cái độ dạ, nó vẫn có một cái độ rất là thoải mái. À, nội thất thì cũng đẹp quá anh. Đúng rồi, anh mê cái dòng này. Thật ra là anh được trải nghiệm nhiều dòng xe rồi. Dạ. Mà anh mê cái con này là nhờ cái dàn mà nội thất của nó nè, cái dàn nút bấm của nó. Có cảm giác giống như là anh đang di chuyển ngồi trên một cái chiếc nấu cơ vậy đó. Chiếc nấu cơ. À. Đúng rồi, những cái nút ở đây nó làm rất là đẹp luôn. Đúng rồi. Đánh bóng kim loại nhìn nó rất là giống những cái chiếc máy bay phản lực. Và giống như này anh đã nói thì anh đã đi rất là nhiều dòng xe rồi. Ừ. Thì anh có thể liệt kê ra một số cái tên, những
màu xe mà trong quá khứ anh từng trải nghiệm không? Anh cũng có cơ hội may mắn là được quen biết được nhiều anh em trong giới xe, thành ra anh trải nghiệm rất là nhiều dòng. Có thể kể tới như là Mustang nè. Mustang thì anh đi được cả hai dòng là 2.3 EcoBoost và 5.GT. Rồi Ferrari thì anh cũng đã được lái rồi. Là cái con mà anh đi là con 458 Italia Spider á. Dạ dạ. Rồi Chevy Camaro, rồi BM, Audi, Lexus, rồi cả Mercedes. Nói chung là hầu hết tất cả các dòng anh đều đi rồi. Dạ. Em vừa rồi nghe một cái tên. Nó gọi lên cho em khá là nhiều những cái suy nghĩ là Camaro. Thì như anh cũng biết rồi đó, Mustang với Camaro là đối thủ. Đúng rồi. Kỳ phùng địch thủ với nhau luôn. Thì anh đã trải nghiệm Camaro và anh cũng đã đi Mustang. Thì anh có cái nhận xét gì về hai cái dòng xe này không? Và lý do tại sao anh chọn Mustang? Tại vì anh có cơ hội là anh ngồi con Camaro á, thì cũng được một khoảng thời gian anh cũng có cơ hội trải nghiệm nó, là anh đi từ Sài Gòn về Cần Thơ rồi. Wow. Thì cái tầm quan sát của cái con Camaro á, cái kính lái của nó, cái góc rất là hẹp, mình rất là khó nhìn. Đó, như con Mustang nè, em ngồi với anh đi đó, em cảm thấy nè, nhìn mặc dù là cái đầu xe của Mustang á nó thẳng và nó dài hơn của Camaro. Nhưng mà cái kính lái nó to hơn, dễ quan sát, dễ nhìn hơn. Còn Camaro nó chỉ thu hẹp cái tầm mắt mình lại, khó nhìn lắm. Khó quan sát, mà em biết rồi, đường Việt Nam mình nó đâu phải như đường nước ngoài đâu, ổ gà liên tục mà ngồi giữa đó rất là khó. Với lại là một cái yếu tố nữa quyết định chọn, anh chọn thích cái con này á, là một lần là anh cùng với anh chủ xe á ngồi quán cà phê thì bắt gặp cái xe thời đó là thuộc sở hữu của chủ trước. Là bắt gặp nó, mình nhìn mình thấy ô cái xe này Mustang nhưng mà lên độ kiểu đơn giản nhưng mà nó đẹp quá. Rồi nhìn nó hay, rồi nghe cái tiếng bô lúc đó nó đã hay rồi. Cái thời điểm mà nó còn zin là lúc đó chỉ mới làm bô thôi là nghe nó đã hay rồi. Mình thích, nói chắc sẽ mua cái xe này, nhưng mà mua hụt. Coi như là mua hụt cái đợt đó. Khi mà người chủ đó bán thì mình mua hụt, nhưng mà sau đó gọi là cái duyên á. Thì lại gặp ngay cái người chủ sau lại bán, thì mình vô mình trả giá được là mình mua luôn. Nhanh gọn đúng không ạ? Nhanh gọn, dứt khoát. Em cũng có một cái số những cái suy nghĩ giống như là em từng được trải nghiệm với những người anh là đi cái dòng 2.3, Mustang 2.3. Thì cái dòng đó phải nói là nó rất là thành công, rất là phổ biến ở Việt Nam. Đúng rồi. Dành cho những cái người mà tập chơi xe hai cửa. Thì cái dòng đó nó quá là hợp lý luôn. Đúng. Nhưng mà có cảm giác là cái đầu của nó rất là chênh vênh. Lúc nào nó cũng có cảm giác như nó đang tân tân ngoài đường vậy á. Đúng rồi, tại vì cái thật ra về cái thiết kế á, giữa Mustang 2.3 và 5.0 không khác nhau nhiều. Khác nhau mỗi cục máy thôi. Mà cái máy 2.3 anh có cảm giác nó nhẹ hơn. Nó nhẹ hơn cái máy này, thành ra là với lại là cái phuộc á, em đi, nếu mà em đi thì anh em đa phần là đi xe zin. Cho nên là cái khoảng sáng gầm nó cao quá, đi thì em thấy nó có độ nảy vậy. Đó. Đi qua những cái gờ nó tưng nó nảy vậy. Nó cho nên là chính vì vậy á mà rút kinh nghiệm cái xe này mình lên mạnh quá rồi. Cho nên là anh phải làm cái phuộc lại cho nó đè cái trọng tâm xe xuống. Để nó không có nảy như vậy nữa. Tại vì khi mà em đi tốc cao mà em qua mấy cái gờ đó nó bay xe mình luôn. Giống như hồi nãy anh có nói là nó xe anh đổ thêm là như anh hạ thấp cái trọng tâm xe xuống thay phuộc mới. Là anh có nhớ là phuộc gì không anh? Cái phuộc này là bộ phuộc BC Racing. Đó là anh được tư vấn bởi anh Hiếu Việt Mỹ, là cái xe này toàn bộ là làm bên đó. Và anh Hiếu anh tư vấn là thôi bây giờ làm thêm cái phuộc nữa đi cho nó đầm nó ngon. Đó, ngoài ra là cái xe này hồi nãy anh có đề cập là cái mâm vỏ á, là anh thay bộ mâm 20 inch, nhưng mà cái độ rộng của bánh xe nó sẽ lớn hơn. Do đó là anh phải đổi thanh dằn rồi lại hết, tại vì em biết rồi, mã lực mạnh quá mà mình đạp mạnh quá nó xoay bánh. Đó, bây giờ mình thử đạp cái nha. Ok, dính ghế nha. Wow, tiếng máy đã quá. Đó, công nhận là đổ máy lên cái bô xong nó nghe khác biệt hoàn toàn với là cái bô zin luôn. Đúng rồi. Và cái bô zin của nó là cái máy 5.0 là mình nghe mình đã thấy thích rồi. Mà cái bô này nó có cảm giác nghe nó lùm bùm trong lỗ tai mình luôn, cảm giác nó rất là phấn khích. Đi đường xa chắc thích lắm ha anh? Đi đường xa thích lắm. Dạ.
Vậy thì trong cái khoảng thời gian mà anh gắn bó với cái chiếc Mustang này á, thì cái hành trình xa nhất mà anh từng đi là nó anh đi đến đâu rồi? Anh thì chủ yếu là anh đi tới, nếu mà gọi là xa nhất thì anh đi tới Đà Lạt rồi. Dạ. À, tại vì em cũng biết rồi, ai cũng mê Đà Lạt mà. Thoải mái, mát mẻ, với lại cái thật sự cái cung đường từ đây lên Đà Lạt á, nó không có quá xấu, mình đi những cái xe gầm thấp này á, nó rất là ok. Quá lý tưởng luôn á. Đúng rồi. À, trong một cái đoạn đường nó dài như vậy, anh đi thì anh có kiểu cảm giác đi một cái mẫu xe thể thao mà thường thường nó sẽ rất là mệt. Mệt, đa số là những người mà ngồi từ cái vị trí ngồi, cảm giác lái này nọ nó sẽ rất là mệt, chứ đừng nói chưa đề cập đến cái việc là xe nó rất độ máy nữa. Dạ, thì anh đi anh có cảm giác đó không anh? Không, tại vì anh ngay từ đầu anh đề cập với em đó, anh thích cái mẫu xe này ở cái chỗ đó là nó là tuy là xe thể thao nhưng mà nó lai phong cách là lai phong cách cái dòng xe sang á, thành ra cái ghế ngồi rất là êm thoải mái, nó không có bị cứng như là những cái dòng mà siêu xe. Đó thì bên cạnh cái việc mà anh dùng cái chiếc Mustang này đi những cái hành trình xa mấy trăm cây số thì chắc là anh thường xuyên phải sử dụng nó trong những cái cung đường mà nó là hẹp rồi đông người qua lại như là Sài Gòn ha. Thì cái việc mà điều khiển một cái chiếc mà 800 mã lực luôn mà đi trong những cái con phố đông đúc như thế thì nó có gặp phải cái trở ngại gì không? Nó cũng không có trở ngại gì nhiều đâu em. Đó giống như em thấy nè, anh em mình đang đi nè, tốc độ bình thường. Nó cũng không có giật giống như là lâm bồ em phải đi đúng tua, đúng tốc thì nó mới lên để em đá số được. Nó không có gây cảm giác mệt, tại vì nó thực chất của nó là nó một con xe thể thao thôi. Xe thể thao hiệu suất cao thôi. Nó không có giống như là con siêu xe mà cái hộp số nó đi rất là mượt. Em đi trong phố vẫn được, em đi xa vẫn được. Đúng là nó khác siêu xe thì tuy nhiên là nó khi mà sang số mình vẫn cảm thấy có cái độ trễ nhất định ha. Đúng rồi. Nó chưa thật sự mượt. Chưa thật sự mượt và tối ưu như là siêu xe. Nhưng mà bù lại là nó mang đến nhất là những cái xe Mỹ ha. Nó có cái cảm giác nó rất là điên. Đúng rồi. Cảm giác nó rất là điên luôn, nó rất là thuần kiểu cảm giác gọi là nam tính á. Thuần như những người lái xe. Với lại là thuần một cái cỗ máy mà 800 con ngựa thì em nghĩ cũng khó lắm. Nó đạp, nếu mà thật sự cái xe này nha, người không quen đi á là nó sẽ bị cảm giác là đạp vô là cái bánh nó sẽ bị sàn lắc. Đó. Đúng. Chính vì vậy mà phải làm hết lại như là mâm, vỏ rồi thanh dằn các thứ để cho cái xe, với lại có cả cánh gió đè cái xe xuống, hạ trọng tâm nó xuống để cho nó đầm cái xe đi nó mượt hơn em. Tại sao anh lại quyết định độ công suất cho xe mà độ siêu nạp, cụ thể là độ siêu nạp? Nói là tại vì em biết rồi, anh em đam mê xe mà. Ai cũng thích độ. Ai cũng thích độ xe, người ta hay nói vui là độ xe không độ nàng á. Đó thì khi mà với lại là có cái duyên lúc mà anh em đi bảo dưỡng cái xe này á thì anh thấy một con là Dodge Hellcat á. Hellcat. Thì lên cái bộ rồ chẹt mà mỗi lần đề nghe cái tiếng máy nó xuống nè. Tại vì anh em mê xe mà mỗi lần nghe xe vô độ tiếng máy độ nghe tiếng rầm 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 xuống, thành ra là quyết định chơi. Vậy là quyết định độ luôn. Lên luôn. Mà khi mà độ rồi á nó tăng, mình gọi là tăng, vừa tăng HP cho xe mà vừa tăng HP tinh thần á. Sướng lắm em, đi cảm giác đã, trải nghiệm con xe mạnh nó sướng nè. Em thấy không? Nhìn ghê. Vậy á, mà cái lúc mà anh độ, anh độ xong rồi cái lúc mà anh nhận được cái xe lại, anh mang ra đường anh thử cái cảm giác đầu tiên, những cái gọi là những cái xúc cảm đầu tiên nó đến với anh á, nó có thật sự nó thỏa mãn anh không? Thỏa mãn lắm em, vừa phấn khích mà vừa sướng. Bao nhiêu thời gian chờ đợi cũng khoảng tầm tháng á. Mình chờ đợi, mình cứ hồi hộp chờ đợi tới cái ngày mà được trải nghiệm đó, rồi tới cái ngày mà được nhận cái xe lại đi, cảm giác nó sướng đã lắm. Cảm giác lúc đó thì chỉ có xe mình là nhất rồi. Đúng rồi. Nãy giờ nghe anh chia sẻ về cái độ công suất nè, độ đồ chơi nè. Tính luôn là em nhớ xe này mà lúc mà mua mới á, nó phải giá trên 4 tỷ. Đúng rồi, tại thời điểm nhập tỷ. Về máy lớn mà. Và vậy thì tổng cái giá trị của những cái món đồ chơi của thì xe đã nâng cấp thì khoảng bao nhiêu tiền á? Nếu mà tính hết các món đồ chơi mà khi mà anh làm lại, kể cả mâm vỏ, độ công suất, độ các thứ, remap luôn á, thì cái xe này được làm đâu cũng gần tỷ. Gần tỷ luôn? Gần tỷ. Dạ. Wow. Là
bao gồm cả cái việc mà mua chương trình của nước ngoài về map lại luôn nha. Dạ. Chứ không phải là mình map ở Việt Nam mà mình xài chương trình của Việt Nam làm, mà là mình mua thẳng trực tiếp chương trình từ bên kia luôn. Dạ. Và đó là độ rất là tâm huyết. Đúng rồi. Xe tâm huyết đúng nghĩa luôn. Dạ. Rồi vậy thì trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua anh trải nghiệm nó rồi. Ừ. Trong tương lai anh có muốn trải nghiệm thêm những cái dòng xe gì khác? Tương lai thì tất nhiên rồi, đam mê xe mà. Dạ. Anh sẽ muốn trải nghiệm nhiều hơn nữa. Dạ. Nhưng mà có lẽ là anh sẽ cái kiểu giống như là gọi sao ta? Nhượng lại đam mê hả? Muốn nhượng lại đam mê cho anh em khác là cái thứ nhất. Cái hai nữa là giờ mình muốn chuyển hướng sang mình trải nghiệm các dòng SUV với lại là mẫu sedan em. Thì mình qua cái thời đó mình trải nghiệm nhiều quá rồi. Yeah. Nên là kiểu với lại là giờ thời gian anh muốn dành cho gia đình nhiều hơn. Yeah. Thành ra là đi mấy cái xe này thì em biết rồi, đâu có thể nào đi hết cả gia đình được. Vậy thì anh định nhượng lại đam mê. Đúng rồi. Anh định nhượng lại cái chiếc gọi là một cái xe độ rất là tâm huyết, anh gắn bó nó thời gian rất là dài như vậy. Thì anh định nhượng lại với giá khoảng bao nhiêu anh? Em nghĩ là chắc những anh em lại đam mê thì giống như em nói rồi đó, cái xe tâm huyết mà. Xe tâm huyết thì đam mê, gọi là tâm huyết mà còn gọi là đam mê nữa thì đâu bao giờ bán. Nhưng mà nếu được giá thì ra đi. Không bán đam mê chỉ khi được không giá. Không bán đam mê chỉ khi được giá đó. Anh em hay nói vui với nhau vậy á. Như hồi nãy anh có chia sẻ là anh sau này anh muốn tìm kiếm đến trải nghiệm những cái mẫu SUV nó mang thiên hướng gia đình hơn. Ừ. Chắc là nhượng lại này xong đổi qua VinFast President ha. Chắc anh cũng đang nghĩ tới đó. Thì thứ nhất em biết sao mà anh nghĩ tới đó không? Dạ sao? Tại vì cái VinFast thật sự tụi anh ngồi với nhau nè, anh với các anh em ngồi với nhau đó. Thứ nhất là gì, mua cái xe đó là thể hiện lòng yêu nước. Đúng không? Đây xe của Việt Nam mà. Thứ hai là cái gì, nó là VinFast thì người anh em hay nói vui là dư tiền mới mua. Dạ. Đúng không? Tại vì trong cùng cái phân khúc đó em có thể lựa chọn được nhiều thứ hơn, những cái xe Đức, xe Âu, xe những cái xe gọi là đẳng cấp hơn xa chứ. Dạ. Đúng không? Nhưng mà anh cũng nghĩ tới cái bài toán đó chứ. Dạ. Và với cái mức giá mà hôm bữa em có xem thì với cái mức giá mà VinFast President đang ưu đại thì phải nói là rất là hấp dẫn, với những cái trang bị của nó phải nói rất là hấp dẫn. Nhưng mà nếu mà những ai mà người ta yêu xe Đức chẳng hạn thì người ta sẽ lựa với mức giá đó, người ta sẽ chọn Q7. Ừ. Mức giá đó Q7 là một cái sự lựa chọn nó an toàn. Đúng rồi. Nó phổ biến. Nhưng mà President cũng đáng cân nhắc, đặc biệt là để nhắc đến cái yếu tố mà lòng yêu nước nữa, quá lớn. Đúng rồi. Dạ. Thôi cảm ơn anh đã đồng hành với em và hỗ trợ trong video clip lần này. Em chúc anh và công việc kinh doanh của anh sẽ thuận buồm xuôi gió. Dạ, và mong hẹn gặp anh trong những video clip tiếp theo. Okay. Và được trải nghiệm những cái mẫu xe mà nó mang thiên hướng gia đình. Nhưng mà chắc cũng phải mạnh mẽ tí ha. Đúng rồi. Dạ. Thì mình mê xe mà, về là phải độ để Vin chịu nổi. Dạ. Thì nói chung là cũng cảm ơn Thịnh và Car Passion đã tạo cho mình có cơ hội để được đồng hành cùng Car Passion trong cái buổi trải nghiệm ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh Car Passion cũng như là theo dõi cái video clip này. Thì chúc cho mọi người được sức khỏe, chúc cho kênh Car Passion ngày càng phát triển hơn nữa để có những video clip chất lượng hơn đến với anh em mê xe. Thì mọi người nhớ nhấn like và subscribe kênh Car Passion nha mọi người. Bên cạnh đó cũng đừng quên mình cái double team bờ phum của mình nha. Yeah. Cảm ơn mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người. Xin chào.